Đây, cô chú mấy mẹ con đi nhà thờ đây. Bữa nay là lễ phục sinh nên hai đứa đây. Trên này cho cô chú cá trên này mặc gì cái. Trời ơi, đẹp mà. Đó, thấy chưa? Bữa nay hai đứa sẽ lên hát các bạn. Nên thành ra là giống như là đồng phục á. Các em sẽ bận áo trắng. Ai mẹ đây. Nói chung là mấy mẹ con sẽ đi sớm tại tập hát các bạn ơi. Chứ không phải là nhà thờ. Có người không? À, cũng có vài người thôi. Phục sinh nè, để coi coi hôm nay mình sẽ có các món gì. Bánh hỏi, có con heo quay nè, gà, cái này là nem chua nè, các loại bánh không biết bánh gì, có lá chuối, cơm chiên, chả giò, hay không? Đó. Bên này là các loại đồ ăn ngọt nè, trái cây, cam, có chè, có bánh cam nữa nè, bánh cam ngon quá, có chè, sầu bô lửa. Đi kiếm ghế ngồi con. Đây là súp nè, súp hoành thánh. Đây là bên trong nè. Hai cô. Đây. Đây các bạn, súp hoành thánh, bánh cam. Đây các bạn, đây là một video mà mình quay tuần trước các bạn ha. Cuối tuần trước thì mình đi ăn với lại gia đình của mục sư. Thì mình sẵn thôi, mình ghép vô đây luôn. Video đi nhà thờ thì ăn uống thì nói chung rất là đông người các bạn ơi. Mình thấy quay nó không có tiện, với lại có những người sẽ không được thoải mái á. Đó, thì đây là con của mục sư có ba đứa con các bạn ha. Thì gia đình ghé qua phở anh Vũ. Bây giờ thì mình sẽ dừng video đây nha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Hẹn gặp các bạn lần sau. Chúc các bạn lễ phục sinh thật nhiều niềm vui nha. Được Chúa ban phước cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Bye bye.